Có bạn nào mà đến giờ này cảm giác là ám ảnh cái giọng của thầy không? Có bạn nói là tối em ngủ em không mơ thấy người yêu của em mà em mơ thấy thầy, ngày nào cũng nghe rỉ rả bên tai hết. Rồi bây giờ nhắc lại, mình sẽ có một số kiểu dữ liệu mà mình gán gán trực tiếp nó không được. Mình nhắc lại, ví dụ như mình có kiểu integer là in hoặc là integer. Bây giờ mình gửi kiểu in trước đi. In a bằng 9 chấm phẩy long b bằng a, không được. Nhưng nếu trường hợp bạn lấy 9, 9 cũng không được luôn, mà 9L là được. Nó lạ vậy đó. Rồi ví dụ như là 9.0 coi, cũng không được. Chỉ có 9L là nó chịu thôi. Nhưng mà giả sử mình cũng vẫn muốn là gán A qua qua B, thì chỗ này chúng ta sẽ dùng cái boxing. Người ta đang nói là boxing, là ép kiểu đó, gần như là ép kiểu. Ép từ con số sang kiểu lon. Con số bình thường là 9 này nè. Bình thường mình gán trực tiếp nó không được, nhưng mà mình dùng lon chấm value of của A là được. Đó, nó ép từ cái số 9 này qua. Thay vì chữ L, chữ L thì mình ép qua như vậy là nó chịu. Đó là boxing ha. Boxing không phải là đấm box đâu nha, là ép kiểu. Đó, value of. Integer thì mình gán là bình thường rồi, nó không có gì. Ví dụ như chỗ này mình gán là integer của C bằng 9. Ha, cái kiểu dữ liệu lớp 3 kiểu dữ liệu này nó không có đặc trưng, chủ yếu là có chỗ chữ kiểu dữ liệu là lon á thì nó mới có cái sự đặc trưng của nó, còn những cái khác thì không có đặc trưng thì mình không thấy rõ được chỗ này. Đó là về cái boxing. Rồi mình cắt video.